Chào mọi người. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện làm kinh doanh, câu chuyện khởi nghiệp của một bạn đến từ Bình Dương. Hàng ngày mà từ Bình Dương xuống Sài Gòn này luyện công. Thì em giới thiệu cho mọi người biết là họ tên của em, doanh nghiệp của em và lĩnh vực kinh doanh hiện tại của em là gì. Xin chào mọi người. Mình tên là Nguyễn Anh Vũ. Hiện tại mình đang kinh doanh về lĩnh vực camera và sâu hơn là hệ thống về mạng điện thoại văn phòng. Hệ thống điện văn phòng. Công ty của em à? Hiện tại công ty mình đang ở địa chỉ là 49/13 đường số 4, khu phố 17 phường Bình Hòa A, quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Dạ. Cái số điện thoại website của em. Website của mình hiện tại đang hoạt động là maxintech.com và số hotline đang sử dụng là 0905 463 605. Thì hotline này mình sử dụng là 24/7 luôn. Tức là tại vì mình có những khách hàng mà về hoạt động về nhà hàng thì họ cũng cần mình liên hệ xử lý. Thì ăn đêm này kia thì wifi hay là hệ thống mạng trục trặc á thì không tính toán tính tiền được. Thì nên cái số hotline mình là luôn online để xử lý với họ. Em ra kinh doanh lâu chưa? Em ra kinh doanh thì nước chính thức thành lập công ty thì 2016. Kinh doanh thì lúc đầu tiên em nghỉ công ty là 2014. Thì lúc em ra kinh doanh thì đầu tiên là em đã nghĩ là không kinh doanh về lĩnh vực của mình nữa. Em là về kỹ cũng là kỹ sư về công nghệ thông tin. Nhưng mà lúc ra kinh doanh thì em nghĩ là em không có hoạt động về lĩnh vực đó nữa. Thì lại lúc mà ra nghỉ công ty thì có một cái vấn đề là công ty sợ mình đi qua làm một công ty đối thủ. Nên cứ cố gắng để giữ mình lại. Nhưng mà em cũng quyết tâm là em nghỉ để em về em làm việc cá nhân của em. Em thấy có những cái mà mình không làm chủ được. Thì lúc đầu thì em làm về trái cây, em bán trái cây. Thì trong vòng 2 tháng đó thì em thấy kinh doanh không hiệu quả, nhưng mà mình mất rất nhiều sức lực. Và cũng tại thời điểm đó thì có một bạn kỹ thuật sư là kêu em làm cái công trình camera cho nhà xưởng của bạn. Thì lúc đó bạn biết em là lúc làm với công ty cũ. Thì em thấy vậy thôi, em thì cũng nhận làm. Và em dường cái em kêu em với em nó coi cái cửa hàng trái cây. Và em làm đó thì sau cái lần trình đó ra thì em thấy nó thuận lợi về công việc của mình. Tại sao mình không lại tiếp tục công việc của mình mà đi làm công việc mà trái với cái nghề của mình. Cái động lực nào làm cho em chọn con đường làm kinh doanh không làm công nữa? Đồng ý là công ty cũ nó rất là ưu đãi em. Dạ. Thì cái mà quan trọng nhất là cái chi phí mà lúc mà mình ra mình làm á, mình làm đầu tiên mình ra kinh doanh đó, mình chưa công ty gì, chỉ ra kinh doanh cá nhân thôi. Tức là mình dùng vốn mình mua sản phẩm trong về mình bán lại cho khách hàng. Mình thi công thì mình là thi công thôi. Đó. Thì khi mà kinh doanh được thì mình thấy cái tiền mình kiếm lúc đó mới ra làm thì một tháng mình chỉ làm được cái một công trình này. Nhưng mà một tháng nó kiếm được 2 triệu cho một công trình đó thôi. Thì thấy tại sao mình lại phải đi quay lại mình làm công việc mất cả tháng trời mà mình thu được số tiền 10 triệu, 15 triệu. Mà trong đó mình làm công trình chỉ mất 1-2 ngày mình có thể kiếm được 2 triệu. Thì như vậy thì em mới quyết định là em tự làm cá nhân thôi. Nhưng mà không có kiến thức kinh doanh gì hết, không hiểu gì về kinh doanh hết, đơn thuần là chỉ là kỹ thuật thôi, thì là vì sao mà em lại đi chọn làm kinh doanh? Rồi là sao lại em lại đi tìm lớp học để em học? Lớp học kinh doanh để em học. Thì lúc mà ra kinh doanh đó thì nó cũng là ngẫu nhiên thôi. Tức là lúc đó thì con em nhỏ thì em muốn em là mình không có làm gì hết trơn, thì mình phải đi kiếm một cái gì đó mình làm để mình kiếm tiền mình nuôi con thôi. Đó, vợ chồng có chi phí để trang trải để nuôi con nên ra bước ra kinh doanh. Khi mình kinh doanh được 2 năm á thì rồi mở công ty. Thành lập công ty thì em làm được cũng được 2 năm. Thì khi đó đến 2 năm đó thì em mới phát hiện ra là mình làm 2 năm thì mình chỉ có ngoài việc mà tăng nhân viên, tăng nhân sự thì cái chi phí mình thu vô nó cũng vậy. Thì em phát hiện ra thì mình bị lủng chỗ đó. Thì mình làm theo cái bản năng thôi, cứ làm kiếm tiền. Thì tình cờ ngay lúc đó em lại muốn đi học kinh doanh mà cũng không biết nghĩ đâu. Nên nghĩ là kiến thức mình rồi, mình học đại học ra rồi mình giỏi lắm rồi. Mình rất tự tin, tự tin với bản thân mình, rồi mình giỏi là không ai mà có thể mình thay đổi được. Tình cờ hôm đó thì về tâm sự với vợ
thì vợ mới nói là ừ, bên em, bên tay em có thằng em này, nó mới lúc này lớp bên chuẩn bị sinh viên nè, nó có một cái cầm một cái voucher để mình học, đi học cái lớp 2 ngày, thì anh thấy nào? Thì em thấy cũng không có tự tin lắm để đi học, nhưng mà giờ mới thuyết phục thêm là ngồi cái lớp này 2 ngày á thì anh sẽ học thêm cái lớp mà 3 giờ, thì qua lớp 3 giờ anh sẽ biết được như thế nào. Thì nghĩ thôi học 3 giờ thì mình cũng không mất nhiều thời gian, tại nghĩ học 2 ngày thì mất nhiều thời gian quá mà biết mình có thu được gì không. Thì mình mới quyết định học lớp 3 giờ. Thì học lớp 3 giờ xong thấy vô học 3 tiếng mà mình tưởng tượng như học có nửa tiếng hồ. Tại vì thầy nói mà hết giờ mà thì sẽ cũng không có đi về, cứ ngồi đó. Người đã thấy nói, cứ nói ra là đúng đúng như cái mình đã trải qua. Thì mình thấy rất phấn khởi. Nên sau khi về là quyết định đi học lớp 2 ngày luôn. Và trong cái hành trình làm kinh doanh á, thì em gặp những cái khó khăn, những cái cú té hoặc là những cú sốc té nào? Trong quá trình làm kinh doanh á, thì cái khó khăn nhất của em á là về phần nhân sự. Thì tại vì nó có lúc xưa em làm nó rất là thuận lợi, em không phân bổ được người, thì mình chỉ đi thuê người ngoài, nhưng mà mình nhận chi phí thì nó thấp, nhưng mà mình thuê người ngoài thì làm chi phí nó cao, nên cái lợi nhuận mình nó không có được cao, nó quá thấp. Do đó mình tuyển dụng người, thì khi mà tuyển dụng người lại thì mình có nội bộ sậu, tức là mình đó có một đội ngũ mà để kỹ thuật để xử lý, nhưng mà bù lại thì mình không có kinh doanh. Tại em làm kinh doanh thì chỉ thông qua những mối quan hệ của em thôi, em không có kinh doanh, thì mình là người là kinh doanh luôn. Thì hiện tại bây giờ đến lúc đó thì kế hoạch mình nhiều lên, nhưng mà cái kinh doanh của mình chỉ có một mình là kinh doanh, mình không có nhiều khách hàng. Thì khi mà công trình giải quyết xong một công trình thì kỹ thuật họ chống thời gian, thì giờ thì chi phí đó mình còn trả chi phí họ, thì đó là chi phí mình nó bị thâm hụt dần. Thâm hụt dần. Thì có lúc nào em nghĩ là em bỏ cuộc không? Có lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng mà em nghĩ lại là mình không bỏ cuộc được, thì em phải làm gì đó để phát triển công ty hơn nữa. Thì khi mà em đi học rồi, thì khi mà em mới học đây gần một năm đó thầy, nhưng mà từ lúc em đăng ký là gần năm, nhưng mà học thì trước đó là 2 tháng em không học đó, thì gần một năm. Thì khi mà học năm đó thì em thay đổi tư duy rất là nhiều. Em thay đổi hầu như là thay đổi mình gần cách quay lưng quay 100 độ, 180 độ. Đó là khi đó em nhận thấy là mình cái nỗ lực mình đó, nó lên rất là cao, và muốn thay đổi mình để mình làm được nhiều thứ hơn. Thì khi đó em mới có những cái học mà lớp marketing này, lớp sale, là những lớp mà đưa cho em nhờ phải biết ở kinh doanh này, rồi thêm lớp đàm phán để biết đàm phán với khách hàng. Xưa giờ mình không biết đàm phán là gì, cứ vô nói theo cái kiểu kỹ thuật mình, thì khách hàng người ta không hiểu. Rồi sale thì hồi giờ cứ nghĩ bán hàng được rồi, không có sale rồi cái mãi thêm này, phải đưa dịch vụ này kia. Đó, rồi marketing thì hồi giờ em cũng chả marketing gì cả, cứ đưa ra như bản thân mình thì có thì làm, không có thôi. Còn quảng cáo vậy chứ cũng không quyết, không có Facebook, cũng không YouTube, cũng không có Google. Thì bây giờ là những việc đó bắt đầu là em từng bước em hệ thống hóa lại, đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy thì gần đây thì việc kinh doanh của em nó đã phát triển chưa? Nó tốt hơn chưa? Hiện tại trước Tết á, em cũng còn lúng một chỗ là cái phần mà chi phí hạch toán lương của nhân viên á. Mình chưa có kinh nghiệm, về tài chính đó thầy. Tức là học thì biết thầy rồi, thầy đã dạy rất là những cái module nó đã học thông hôm qua, nhưng mà mình chưa hạch toán được cái khổ đó. Tại là đưa ra cái doanh số và đưa ra định hướng cho mình là làm những cái hạng mục gì. Nhưng mà hạng mục đó thì mình chưa có trải qua nên mình chưa có kinh nghiệm. Mình chưa có đưa nó vào trong cái doanh nghiệp của mình. Năm nay thì sao? Chắc chắn là năm nay chắc chắn là em sẽ đẩy mạnh hơn nhiều thứ. Và mới đầu năm nay là em đã hoạch định được là lúc trước Tết á, thì em hoạch định em đi theo những dự án lớn. Dự án lớn để em làm những dự án lớn, mà em bỏ đi những khách hàng nhỏ. Thì qua Tết này thì em mới ngồi nói chuyện với một bạn, chung cũng là nó cũng ra kinh doanh á, thì cũng bạn trước thôi. Thì bạn nói em một câu á, thì mày làm lớn như thế nào làm, nhưng mà khi mà cái nhỏ mà mình chưa làm, đúng không, thì khách hàng mình chưa có được cái mình nuôi cơm cho nhân viên nữa, thì cứ làm lớn quá đi. Thì em mới nhận thấy được là lúc chưa thời điểm trước Tết, em đi làm, em cứ tập trung vào những cái dự án lớn, mà những cái nhỏ mình không có làm,
mà trong đó có mình là sale thôi. Kỹ thuật về thì kêu theo thì họ không thể nào theo được. Thì khi đó mình bị lủng cái khoản đó thôi. Thì chi phí mình thu lại nó không bù. Còn phần nữa mình làm những án lớn á, cái tiền công nợ của mình á nó lớn là nó lớn dạ. Nó bị dướng lại phần về phần xây dựng á. Thì không có ấy, không có không thu lại được liền. Thì em rút ra một kinh nghiệm là giờ qua tới đây thì đầu năm vô xong đi nói chuyện rồi học hỏi rồi xong rồi gặp trao đổi với bạn bè rồi qua mấy bài mà của thầy up Facebook YouTube thì đọc lại em thấy thì mình thay đổi. Thì giờ em lấy luôn những cái khách hàng nhỏ nhỏ đó thì ta làm luôn những cái gói dịch vụ những dù nhỏ nhỏ như bảo trì rồi em sẽ đưa ra mấy chiến lược như tặng voucher khuyến mãi để cho thu hút những cái nhà hàng khách sạn thì kết hợp với bà chị với làm khách sạn thì mình đưa cái voucher đó tặng cho khách hàng của bên khách sạn. Tức là chỉ bán đồ dùng khách sạn thì tặng thêm voucher thì cái đó mình thấy là cái voucher đó mình mục đích của mình là có lợi mình rồi chị đó tặng voucher cho khách hàng thì khách hàng người ta cũng thấy có lợi rồi thì chị mới thấy có lợi. Vậy thì bây giờ người ta muốn lợi em thì bằng cách nào? Dạ. Những ai xem video này thì đối với những ai xem video này với mình thì liên hệ trên website là maxintech.com. Thì trên hệ thống website thì sẽ có những số hotline và em đọc một số hotline chứ cái trong cái em người ta không tìm được đâu. Dạ. Thì số hotline mà mọi người có thể liên hệ trực tiếp với mình là 0905 463 605. Em có cái chia sẻ về với những bạn mà chưa mua giáp và làm kinh doanh muốn khởi nghiệp không, một lời khuyên, một lời chia sẻ. Dạ. Thì mình cũng là người đã từng khởi nghiệp và không có người dẫn dắt. Thì đến nay đã có người dẫn dắt thì mình đã có được bước đi bài bản. Thì mình cũng chia sẻ cái thời điểm mà mình mà khó khăn nhất á, mình bước ra kinh doanh cũng chập chững biết kinh doanh thì mình là kỹ thuật không có rành gì kinh doanh. Nhưng mà khi bước ra kinh doanh thì mình cứ lao vô mình làm. Cứ bước lao vô làm đi rồi tới đâu mình sửa tới đó. Thì khi đó các bạn sẽ thám thấy mình thiếu cái gì và mình cần bổ sung gì. Ví dụ như mình đã ra kinh doanh rồi, mình thấy mình thiếu kiến thức về kinh doanh thì giờ mình có cơ hội được học hỏi và kinh doanh và được cái bài bản hơn thì mình có mình thay đổi cái hướng đi của mình, thay đổi những cái chiến lược hay là thay đổi những cái kế hoạch của mình sẽ bài bản hơn. Còn bây giờ các bạn mà chưa kinh doanh thì các bạn phải lao ra kinh doanh đi rồi các bạn biết mình thiếu thốn cái gì, cần những cái gì, rồi các bạn khi đó các bạn sẽ cần những ai sẽ bổ sung cho mình. Xung quanh các bạn luôn luôn có những người ta biết về những vấn đề đó. Bạn chỉ cần học hỏi, đừng để cái tôi của mình quá lớn và ảnh hưởng tới cái đà phát triển của mình. Ok, rất là tuyệt vời. Các bạn đã nghe cái câu chuyện của bạn Vũ và cái công ty kinh doanh camera của bạn. Chắc chắn là về tương lai bạn Vũ sẽ phát triển nữa, những lĩnh vực khác nữa. Muốn kết nối với bạn Vũ và tìm hiểu sâu hơn thì các bạn liên hệ với số hotline vừa rồi bạn cho đó. Chào các bạn. Bye bye các bạn. Chào các bạn.